Nếu mày ở vị trí của tao hiện tại. Này, tao là người có tên tuổi, tối nay mày chẳng là gì hết. Kuda, mày ra tù khi nào? Không có chỗ cho sự thường xót đâu. Chào. Đi thôi. Cậu đã có chút danh tiếng nhờ mấy trận đấu võ. Tôi từng giống cậu. Một chiến binh. Xe của cậu đến rồi. Sư phụ và học trò. Ông sẽ nói chi tiết công việc chứ, nợ cờ bạc. Trả túi cho tôi. Này các cô. Tên cháu là gì? Billy. Cháu đến từ đâu? Atlanta. Cậu đi xa nhà thật đấy. Bố Toàn dẫn bạn hẹn đến đây hả? Không sót một ai. Chỉ có con chứ. Một con gái, tầm tuổi cháu. Anh làm nghề gì ấy nhỉ? Phòng đã thuê đến hết tuần rồi. Cháu nhớ bảo trọng nhé. Tối qua có vẻ ông không ngủ được mấy nhỉ? Tôi gặp một cô bé dàn nhà, cho nó ít tiền và thuê khách sạn cho nó, và giờ nó đã biến mất. Tôi nghĩ về việc đó, ông không làm gì được đâu. Con bé là con gái của ai đó. Con bé đâu? Đám đó rất nguy hiểm, tôi không thể để con bé lại đó. Nó mới 15 tuổi. Mọi chuyện ổn cả chứ? Bạn mày là ai? Nó là nhà máy in tiền. Nó còn hơn thế nhiều đấy. Anh thử biết ngoài kia như thế nào. Tôi đã chứng kiến, đã sống trong đó như đám con gái đó. Và tôi đã sống sót. Thả tôi ra. Tôi đã tin tưởng chú. Chú đến đây để cứu cháu. Đón xem bộ phim Tay Sai Đắc Lực phát sóng trực tuyến từ ngày 18 tháng 2 trên HBO Go.